lao. Ê, đang nghe nè, chị bỏ mày em đang cấp rồi anh. Tào lao. Ê, nghe nè, có này rủ hai đứa nó, thấy hai đứa nó trong nhà, anh vô rủ tụi nó ra ngoài đập đào hoa mì, nghe, đi không? Đi luôn. Đi. Xe nghe. Vô nha mọi người, vô. Giờ này biết nó còn ngủ không đây? Hai đứa còn ngủ không? Ê, dậy đi, dậy đi. Đi giấu hai mày nè. Giấu hai mày nè. Ngủ. Bước lên đi chơi. Trời ơi, nè đẹp quá ha, dép trắng tươi kìa, ngon à. Rồi vậy, nước mắt rồi nè. Mơ mơ gì vậy trời? Mơ mơ thấy gì vậy, nước mắt kìa. Thấy đẹp trai đúng không? Không thèm. Ai nhổ, đứa nào nhổ. Nguyên đám phá làng phá sớm nè. Giờ thì ngáp kìa. Đâu? Quê quê, ngủ. Nè. Báo. Trời nắng chết nghe nhổ phải mì. Trời nắng nhổ phải mì cái gì? Mua chuột em đi, em đem trả cho mày. Mua gì vậy? Trà sữa cho tụi em uống đi. Ủa sao vậy? Anh tính dự định mua trà sữa cho mấy đứa uống luôn. Trời, làm như này tốt vậy. Thật ra tốt được gì anh? Quá. Giỡn lại thấy mấy đứa này khi ngủ mệt á, mua trà sữa uống cho nó. Trời ơi, làm như này tốt. Thôi mì nghe mọi người. Nói hay. Kéo lên cái coi. Kéo rồi xô, trời ơi, ngạp. Không, kéo, nó buồn ngủ thiệt. Thú nha. Nè, ừ, nổ đó đi, báo nó. Nó, nó, được rồi đó. Nó, báo. Cũng được. Nhổ cái mì, nhổ cái mì, nhổ cái mì. Nhổ cái đít thôi, đừng nhổ nhiều quá. Nhổ cái mì. Khoai mì quá, khoai mì à. Trời trời, cái này cây này ngoài dự định nè. Mình đi ăn cắp mà. Cái này của bà Sáu á. Rồi, bán nghe của bà Sáu nè. Của bà Sáu giữ gì chứ. Con nó nghèo à. Sao đâu. Cắp đợi đi ngon. Cái này luộc ngon. Uống trà sữa không? Uống trà đào. Ừ. Uống cái gì? Biết giờ này bà còn bán Milo à? Uống không? Ai uống? Ai uống giơ tay lên. Uống. Em. Uống thì anh đi mua nghe. Anh nói được rồi, mấy đứa à, đi mua. Đi anh em đi mua. Được rồi, trời ơi, nhổ gì. Được rồi, ai ăn hết đâu, nhét vô mà xỉa răng cái gì. Đi. Đi anh em đi mua trà sữa. Bẻ chuối ăn đi kìa. Chuối chín đâu? Nghe, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nè, thấy chưa, hành quả của em đó mọi người. Báo. Nhanh đâu công việc dễ kiếm không? Dễ. Thôi mì, từ thấy á. Con chuối nè. Ê, uống gì nè, vô trong mát ngồi nói nghe cái ơi. Phải đương nhiên mà hai anh em mình mua trà sữa thôi. Có hy đồ hết á các bạn ơi. Hy đồ hết á. Thấy mình đi mua trà sữa, mình sẽ mua bồ tạc mình để vô thôi. Mấy đứa này uống bao nhiêu sữa mà hổng là tụi nó báo mình biết nhiêu tiền. Bốn đứa rồi đó các bạn. Bốn đứa. Đâu mua trà sữa.
chạy lên đấy. Ghé mua chai bộ tạng nha mọi người. Tới chợ chạy qua trước rồi. Bà chứ hả? Ở đây đây, chỗ cái chỗ bà đó. Đây có bán bộ tạc không bà? Đấy con trai bà. Tới chị. Nhiêu vậy bà? Tới bán cho trà sữa. Thắng đó, Thanh Điền thấy không? Thấy không? Trà xinh. Cái đứa làm như lạ. Đây nè, đây nè. Tới nha mọi người, mình mua được mấy ly, mình nói với bà chị. Vui không? Vui không? Vui không? Nào giờ có bán gì chưa? Dạ. Năm ly nha mọi người. Năm ly qua sẽ bị hết. Nó đẹp mọi người. Nó đẹp quá đẹp quá. Mình hay thường ra đây uống hoài nha mọi người. Để đúng quá, lần đầu làm đúng quá. Rồi. Rồi. Báo nữa rồi. Bốn ly. Năm ly hơi về cho Cường nữa. Ủa thì Cường chưa về mà. Chứ mình ra về tới. Ủa bỏ vô luôn hả? Bỏ gì? Bỏ đặt trực tiếp luôn hả? Bỏ vô luôn. Thì cái trời ơi, chắc hấp dẫn lắm rồi nè. Rồi báo em qua là mua hoài. Mua quá trời mua mà. Cái này mình uống trà sữa nổi. Sữa bùng tàn. Nó hợp với mà được rồi. Ngon. Ngon. Đáng không? Người ta ít. Người ta không phải sao? Ăn làm đi uống thử ăn. Coi chị ơi, em xin chị Duy ơi. Ngon lắm mà. Vũ thôi là chị Duy nè. Quẩy lên được không? Quẩy lên được. Quẩy lên được. Chết rồi. Mấy ly nha mọi người. Quay mặt tươi lên, tươi lên. Quay cái mặt tươi kìa. Nãy giờ bất cười quá trời luôn. Chị mập. Cái đó là cái gì chị? Chà mãng cầu á. Món mới trong quán á. Ngon à. Tí
lấy một muỗng luôn. Kêu 8 ly mà 5 ly có bồ tạc trộn lộn thộn nha mọi người. Ai về lấy hôm nào là uống được đó nha. Chắc có đứa khóc đứa la quá. Thử thấp lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi làm gì vậy? Bây giờ chưa tới giờ. Thêm món mới nữa. Quá đặng, quá đặng, quá đặng. Không mới tặng luôn. Cái này được tặng. Đi chị ơi. Chị em về. Mấy anh em mình là báo lời đầu, báo lời đầu. Chị chở em đi về cho nhanh. Hello mọi người. Hello các bạn. Là mình mua gọi nghe các bạn. Dạ không biết sao anh xui nữa, 8 ly không ép. Trộn lộn chân luôn rồi. Mua 5 ly thôi, kia để riêng 3 ly. Làm sao tự nhiên ta không nhớ xong để lộn thử nữa nè. Không biết nữa. Báo nữa. Báo đầy đậu các bạn ơi. Về không biết sao nữa, về mấy đứa nó chắc chửi nữa. Mà về sợ nó uống đứa biết, chắc biết kêu tụi nó uống được. Mọi người theo chân mấy anh em. Tới nhà nha các bạn. Tới nhà nha mọi người. Tới nhà mọi người. Đi trà sữa nè. Kêu mấy đứa nha. Ý đứa ơi. Ý đứa ơi. Ôi. Ngồi ăn sẵn rồi các bạn ơi. Rồi anh em mấy đứa bán. Lại cho thằng khác. Có trà sữa rồi nè. Ôi. Để lên. Đâu đâu lâu. Ở chỗ đó nó không có bán. Hay rồi, ăn dữ lắm rồi. Đâu rồi mấy đứa nó đâu rồi? Anh kia gom gạch. Rồi, ăn khoai mì uống trà sữa là ngon. Đúng. Vô mánh, vô mánh. Cái này ăn hạt sen. Sen luộc. Sen luộc. Ngon mọi người. Mình cho miếng. Hai đứa đâu rồi? Con gạch à? Ăn món gì bỏ đường nó ngon. Ngon là uống trà sữa vô nó mới im. Phải không? Không trà đào. Không có trà đào rồi. Không trà đào không? Tại vì nó hết rồi. Nó hết rồi. Không mua, không phải không hết. Không phải hết. Trời, anh mua tới 8 ly luôn hết đâu. Thiệt hết rồi. Nó có xăm không à. Dưới mấy kia nó mua. Kiệt đâu? Kìa. Ngon. Nè, lấy đi. Món khoai mọi người. Khoai siêu ngon, sẽ bất kỳ vậy. Cơ ấy nè. Khoai hơi non. Ăn đi từ từ uống. Nó bị chảy rồi đó. Nó có mùi tạc không? Cái này xanh xanh nè. Trời lao. Không tin được đâu. Tôi mua chú rồi, nó mùi tạc. Không uống đi. Em chú nhà đào thôi. Trời lao, có đâu. Thử đi. Bỏ ra nó, đừng có đầy. Trời lao nữa. Cái này là gì nè? Tụi la uống mà lựa. Uống lẹ đi. Hay là cái này cũng có. Trời. Đúng rồi, anh uống trước đi.
Uống rồi coi, đâm vô tôi uống coi. Thấy không? Ủa, anh nói dốc luôn. Vô đường gì luôn hả? Vô đường gì luôn hả? Nó đi được tắt luôn. Ngon. Ừ, ngon. Ngon. Trời, con ghẹ cái gì vậy? Mở mặn. Thì nó uống hết luôn kìa. Cái gì không vậy? Xàm, thạch đó ba. Thiệt. Không, nhà cũng có mà. Đâu? Nè, dưới nè. Cũng có nè. Ngon mà. Tự uống thử không? Tự nhiên tốt ngàn cái sợ. Mà ngon thiệt. Uống đâm cho. Đúng rồi. Mua trà đào à? Anh đã mua trà đào chú. Chờ, tìm mua đồng đó không mua. Nhớ yeah, kìa. Em đi này. Không lẽ anh nói dốc trời. Hai ba. Ừ. Không? Gì vậy? Thiệt rồi. Cái gì vậy? Thì gì? Tào lao thiệt đâu ra. Nghĩ sao vậy? Cái gì? Nè. Bị gì? Sạp. Uống vô lúc đầu là biết rồi. Sao ngon? Có chứ. Có đâu. Ly này có không? Không. Không chứ không. Hy vọng nè. Không có nè. Không nè. Không muốn đâu. Nè. Không không muốn đâu. Ê! Ừ, mày. Mày. Có rồi. À, hiểu. Hiểu. Đâu có đâu. Ờ, em muốn là một cục chà bá luôn. Nó tê cái đầu lưỡi luôn. Không à, hồi nãy lúc đầu thì nó cũng có mà tới nút mạnh mạnh xíu một cái nó lên tới luôn. Cái này là biểu hiện của sự bị chơi quá. Rồi chứ. Người tàn ác thì tàn ác. Ngon kìa. Cái này ngon thiệt. Cái này ngon thiệt. Cái này ngon thiệt nè. Hồi nãy tao mua mày tao lại bà kia bắt chửi tao quá trời. Vậy à? Người ta để một ly thôi, để chứ giữ. Em mua bánh nhất luôn hả? Để chứ, sao không uống? Em chưa? Em chỉ tôi, nói là... Tôi đã nghe rồi các bạn. Em chỉ nói là em muốn trà đào thôi, anh kêu mua trà đào, mua trà sữa chi. Làm ta mặt hai... Mặt da nữa. Hai đứa làm muốn chết luôn. Về thiệt rồi. Không kiệt, uống hết đi kiệt. Đi nào không có của em. Em à, biết đâu. Thôi đi ra em tự lựa. Ủa cho sao lựa chứ gì vậy? Nè anh cho. Rồi dặn luôn rồi chứ. Dặn luôn rồi chứ. Đủ đây. Rồi. Như là đi liệu không có gì rồi. Ừ, ừ nè. Có. Nè. Bút lên. Bút mạnh lên. Vâng, đây, người tàn ác thì không bao giờ được sống thỉnh thôi. Đó kìa. Này. Đã nè. Thôi chị đừng uống. Nồng ra nước mắt luôn. Ngày tôi rơi nước mắt. Ngày tôi rơi nước mắt. Trời ơi, không còn tê cái đầu lưỡi em luôn á. Nhớ này bị thế nè, nhớ này bị thế nè. Nãy cứ vậy cột. Hai ly nè. Sọc lên luôn á. Vẫn còn nữa nè. Nó vẫn còn trên đầu luôn nè.
Lấy về luôn. Nó nhổ uống bì. Khe chảm vậy hả? Thanh vô cả nhà nha. Khe chảm vậy. Khe chảm vậy. Khe chảm vậy. Khe chảm vậy. Khe chảm ngon không? Ngon không? Không, ly này ngon. Khe chảm vậy hả? Không. Dạ này về. Về lấy xe về đi. Dạ. Dính rồi. Tàn ép. Nè em thấy gỗ kèn rồi đi. Rồi. Cái này em có rồi. Đâu lại cho con ơi. Anh mẹ luôn. Nè thấy không? Đâu. Em hút nguyên cái cục này luôn nè. Nè dạ, thấy chưa, chưa chưa chưa. Nè hộp uống lẹ. Không uống rồi. Uống lẹ. Uống. Lẹ lên. Uống. Ơ nè chú uống lẹ. Đâu nè uống bộ. Uống lẹ. Nè có đâu giỡn á. Nè không có cái này không có thiệt. Tỷ đó là em dâu nữa. Nói mà. Nè. Nói gì vậy? Nè. Trời ơi. Cái này không có hả? Cái này không có thiệt hả? Không. Ê, có ly nào không có vậy? Có ly này không có nha mọi người. Quay cái trái xài kìa. Quay rồi. Một lần bị lừa dối. Cả đời sống trong hoài nghi. Nhưng mà này không có. Biết lần á. Nghe tôi rơi nước mắt. Nghĩ gì đâu nó nhiên. Khó tả lắm á. Mùa mới nào hút lên là nó ngọt mặn quá. Nó mặn, xong cái nó thành ngọt, xong cái nó phần lên. Giống như là uống bia. Ê, mà mấy ngày em... Mày biết nhiều người mà không ai chúng có ngờ nên mi chúng không uống nè. Đâu, anh Kiệt chút. Kiệt. Anh Kiệt chồng á. Vậy nó là em biết rồi. Em bị trúng á, em cũng là nạn nhân của nó. Có vụ này nè. Ngơm bàn dữ lắm. Vậy bà anh không nói gì em. Gầy quá gầy. Cái này nó hung mà nè. Cái này nói sao kệ. Nói cho mày bị đó. À, anh lễ á, anh lễ. Lễ ví dụ hai lần. Đã người ta không có gì thôi đi. Còn ghi vô đưa vô. Một. Hai. Còn gì? Mẹ gì vui không? Của em. Nè không có cái này. Của chị. Thôi anh trà đào với là em uống rồi. Trà đào quá ớt. Thì đó anh uống trà đào với là em uống rồi. Tại em trà sữa em uống. Nhưng mà ớt thì biết luôn á. Ớt xanh. Đi 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 đi. Thôi thôi nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nâu bye bye. Nâu bye bye. Bye bye các bạn. Về, dạ, dạ. Dạ, khỏe rồi các bạn.